Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2020 đã mang lại những thử thách chưa từng có, nhưng cũng là một năm cho thấy vai trò quan trọng và những nỗ lực vượt bậc của lực lượng quản lý thị trường trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như quản lý điều hành. Bước sang năm 2021, những mục tiêu mới, những kế hoạch mới đã được toàn lực lượng cố gắng thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. Năm 2020 cũng chứng kiến những diễn biến mới trên mặt trận chống buôn lậu về sản xuất hàng giả. Sự bùng phát của dịch bệnh và bối cảnh bình thường mới trở lại khiến cho tình hình buôn lậu gia tăng vào thời điểm cuối năm, tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng. Các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn và có sự tham gia của các đối tượng nước ngoài. Việc kiểm tra hàng hóa trên khâu lưu thông khi lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra bắt giữ các phương tiện chở hàng hóa với số lượng lớn thì lái xe xuất trình một số hóa đơn chứng từ nhưng đa số không trùng khớp với số hàng hóa tại hiện trường. Đáng nói là một số hóa đơn bán hàng có giá rẻ hơn giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường từ 20 đến 30 lần. Xuất hiện một số thủ đoạn mới trên nền tảng thương mại điện tử tập trung vào nhóm hàng hóa có giá trị cao. Vụ việc tại tổng kho buôn lậu 10.000 m2 ở 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai mà Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá là một ví dụ điển hình cho loại tội phạm kể trên. Cũng trong năm 2020, tình hình hàng nhái, hàng giả xuất xứ thương hiệu lớn ngày càng gia tăng. Mua bán hóa đơn để hợp thức hóa hàng nhập lậu, gian lận trong việc kê khai về giá trên hóa đơn bán hàng hoặc không xuất hóa đơn để giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp, khai sai tên hàng, số lượng, chất lượng, nhãn hiệu, mục đích sử dụng, làm giả giấy chứng nhận xuất xứ CO với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhập hàng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Trước tình hình đó, năm 2020, Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020. Hết năm 2020, Tổng cục Quản lý thị trường đã hoàn thành đúng tiến độ việc kiện toàn bộ máy nhân sự theo quyết định số 34 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giảm lực lượng quản lý thị trường cấp huyện còn 376 đội, giảm 45% so với trước khi thành lập. Mô hình tổ chức mới đã khắc phục được tình trạng cắt khúc theo địa giới hành chính, thực hiện quản lý tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 20 trong nước đã tăng 2,62% so với 2019, trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 68%. Kết quả này rất đáng khích lệ trong cuộc tăng đại dịch này, đảm bảo cuộc sống bình thường người dân cơ mà. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đặc biệt quan tâm đẩy mạnh và đổi mới phương thức quản lý, góp phần bảo vệ và hỗ trợ thị trường trong nước phát triển lành mạnh, giám sát chặt địa bàn, xử lý nghiêm, kịp thời hàng loạt các vụ vi phạm trên môi trường Internet. Cũng trong năm 2020, đánh dấu bước ngoặt trong lực lượng này là việc ký thỏa thuận hợp tác đào tạo Đại học Lực lượng Quản lý Thị trường giữa Tổng cục Quản lý Thị trường và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Việc ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo đại học và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lực lượng quản lý thị trường, phục vụ hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Từ đầu năm thì lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường đã thực hiện loạt các giải pháp thông qua các cái tính chất đột phá. Nhưng tôi thực hiện cái tiêu chí là nâng cao cái trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Rồi là chúng tôi nâng cao cái chất lượng về công tác quản lý địa bàn. Từ đó tác động tích cực đến công tác quản lý thị trường nói chung và công tác chống hàng giả, chống cái gian lận trong cái thương mại điện tử nói riêng. Tôi cái ngược này, kiến nghị với Tổng cục thế này. Thứ nhất, ngoài cái việc tăng cường công tác phối hợp. Cái thứ hai nữa là tăng cường công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Chúng tôi cũng kiến nghị với lãnh đạo tổng cục, lãnh đạo bộ cũng như là các lực lượng chức năng cần chỉ đạo hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, có một cái cục nghiệp vụ ở đây phải đứng ra làm đầu mối trong cái việc cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức đấu tranh để làm sao chúng tôi cần những thông tin mang tính chất hệ thống, tính chất là mang tính chất tổ chức, thông tin từ xa để chúng tôi chủ động hơn nữa trong tác phòng ngừa. Trong năm 2021, toàn bộ lực lượng quản lý thị trường đặt quyết tâm thực hiện những mục tiêu lớn như tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41 NQCP của Chính phủ
về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị số 15 CT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ Công Thương về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Triển khai và thực hiện chiến lược phát triển lực lượng quản lý thị trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm 2021. Bên cạnh đó, thông qua thực tiễn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm tính khả thi và theo sát với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nhiệm vụ chỉ thị số 10 CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, tăng cường thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký với các lực lượng cơ quan, tổ chức, hiệp hội ngành hàng và tiếp tục thực hiện ký thêm nhiều quy chế phối hợp mới với các lực lượng cơ quan, tổ chức liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp thực thi công vụ của các lực lượng.